Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại phòng khám nâng mũi cao sắc nua. Bảo bác sĩ Hoàng Nhung vừa thực hiện xong ca nâng mũi cấu trúc sụn tai giá Sla Cam nha cả nhà. Rồi nghiêng qua. Nghiêng qua. Anh em ép này em. Lượng này, cao nhưng mà vẫn có độ lượng. Ha. Đây này ép này, lượng một cái này, tới đầu mũi nó lượng cái nữa. Để lại. Tròn á em. Nè em nhìn thấy nó bo tròn không? Sau này nó thấp. Thấp xuống nữa. Này em phải trừ hao, cái chân này thì nó xuống khoảng ly hơn ly thôi. Nhưng mà cái này nó xuống phải ly rưỡi hai ly. Em thấy đẹp không? Hài hòa hay không? Em ngồi thoải mái đi. Cái mô này nó hơi đầy hơn xíu, tí bắt cắt một chút nữa. Nghiêng qua xíu. Khách hàng đang ngồi dậy xem. Em nghiêng qua bên kia cho chị coi dáng bên này. Đây là dáng Sla Cam được thực hiện bởi bác sĩ Hoàng Nhung. Dáng mũi cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là có sự thay đổi rất nhiều trên gương mặt của bạn khách hàng này luôn đó mọi người. Em thích không? Vì cái em thấy lúc trước cái mặt mình nó hơi to. Nó thấp chút thì được. Lúc mới làm nó hơi cao để nó gom lại nữa là vừa. Làm lên em thấy gương mặt em thon gọn luôn không? Em thấy khác nhiều không? Khác khoảng bao nhiêu phần trăm? 80 80 90 luôn. Trong quá trình làm thì em có thấy đau hay có chịu gì không em? Dạ. Rồi làm xong là chắc có người yêu luôn á. Rồi người chị người nhà thấy đẹp không? Kết quả này chưa ạ? Dạ rồi. Thì hiện tại là bác sĩ Hoàng Nhung vừa thực hiện xong. Có muốn tinh chỉnh gì nữa thì tinh chỉnh. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ làm thì vẫn kịp đẹp Tết nha, cho nên em thấy làm để em thấy cái miệng em nó đỡ móm không? Có những bộ ảnh thật là lung linh nha mọi người. Nếu bạn nào thích dáng mũi này có thể lưu lại hình ảnh để bác sĩ Hoàng Nhung đưa lên coi đi, chứ bữa sau nó sưng nhịn rõ. Nè, cái cầm hồi xưa nó hơi đưa ra nó hơi móm, giờ thấy nó đỡ móm ha. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những livestream tiếp theo. Giống ông đợi không? Thật đó.